tin nhắn. Để éo thì em chưa, để rồi nha Thi Thi Hoàng ơi. Éo mà éo không ngắn thì có cổ em chưa có hàng nha chị. Chưa có hàng nha, ai hỏi ta chị Thư. Hello Vicky Nguyễn nè. Rồi tương tác chia sẻ like giùm em nha. Nay lên trở gì em. Cờ rất tốt là chị có loại hà, sát nách nè, be lỗ. Với lại là éo có tay nha. Còn loại mà có, nói chung là cổ tròn, chứ còn có cổ thì em không có hàng. Rồi tương tác chia sĩ la lên giùm em nha mấy chị ơi. Hôm nay có về áo thun nữa, áo thun form rộng, mỏng mới. Rồi tương tác chia sĩ la lên giùm em nha mấy chị ơi, chốt hàng tặng đầu la nha. Tương tác chia sĩ la lên giúp em nha mấy chị ơi, để mình chốt hàng tặng đầu la nè. Rồi áo này em có
có màu đen, màu hồng, hai màu. Nguyễn Hồng Ngọc Mai là màu đen 69.000. Chị Minh Hồi ơi, thốt ra vô lại nha Minh Hồi ơi. Không nghe thốt ra vô lại nha. Đây. Ủa, review đưa ta. Chết tôi im lần nữa. Không nghe tiếng thốt ra vô lại giùm em nha. Áo này em có màu hồng, màu đen, hai màu. 40kg đến 60kg mấy chị mặc ok hết áo này giúp em nha. Chị nào lấy áo comment lên giùm em. Quạt là em có hai loại. Quạt loại này giá là 49.000 một quạt nha. Em có quạt hơi nước nữa. Quạt hơi nước thì giá là 89.000, còn quạt này là 49.000 quạt cầm tay. Quạt cầm tay em mấy chị ơi, quạt cầm tay. Quạt này thì em có hai màu, màu xanh, màu hồng, hai màu. Quạt này có xanh hồng hai màu nha chị Tuyết Ngô. Rồi áo em mặc có màu đen, màu hồng hai màu, giá là 69.000 một áo nha. Ai là áo đang mặc comment lên em là áo 69.000 kèm màu đen hồng hai màu nha mấy chị ơi. Quạt là 49.000 một cây nha, 49.000 một cây. Em có màu xanh là màu hồng nè, hai màu xanh hồng hai màu, nó kìm sẹt theo cho mình nha, kìm sẹt luôn. Đây là số 1 nè, em mở số nhỏ nhất nè, số 2 nè, số 3 nè, đó. Rồi mình tắt nha. 49.000 cây quạt màu xanh, màu hồng hai màu. Ai lấy thì comment lên em nha, quạt xanh, quạt hồng hai màu, giá 49.000 một cây. Áo đen 69.000 ở Phan Nhung, comment giá giùm em nha. Phan Nhung. Rồi ai lấy áo màu gì comment màu đó giúp em. 40kg đến 60kg mang vừa hết vải này, mặc rất là mát luôn nha. Quạt hơi nước có nha Tuyết Ngô, quạt hơi nước giá là 89.000 một cây, cũng có màu xanh với màu hồng hai màu. Rồi ai lấy áo này comment lên em là áo 69.000 kèm màu nha. Màu hồng nè, và màu đen em mặc nữa là hai màu. Nách, nách nè. Nách như thế này em Phan Nhung ơi, cái này là vừa phải nha. Không có rộng lắm đâu. Rồi ai lấy cái này thì comment lên em nha, đen hồng hai màu. Giá là 69.000 áo nha. Thun này co giãn thoải mái, chị yên tâm nha. Chị nào bầu mặc cũng được luôn á. Co giãn thoải mái giùm em nha. 69.000 một áo nè. Nách không có sợ rộng. Nách anh làm vừa phải luôn, không sợ rộng. Đen hồng hai màu. 69.000 nha mấy chị ơi, ai lấy comment lên em nha. Áo hồng và áo đen hai màu nha. Thun form rộng đẹp lắm mấy chị ơi. Thun form rộng là giá là 89.000 một áo này, đúng form rộng luôn. 40kg đến 60, 65, 70kg. Bầu bì bon chen thoải mái hết giùm em áo này nha. Áo thun là 89.000 một áo. Mẫu này comment giùm em mã số 1 kèm màu. Số 1 màu xanh đậm nè. Màu xanh rêu. Áo thun hàng đẹp cực luôn nha mấy chị ơi. Hàng Quảng Châu. 40kg đến 60, 65, 70kg. Bầu bì bon chen được hết giùm em nha. Màu xanh rêu nè. Màu xanh đậm. Xanh đậm xanh rêu. Rồi màu hồng, màu cam, 4 màu. Comment lên em là mã số 1 kèm màu. Áo này vải đẹp cực kỳ. Vải đẹp lắm mấy chị ơi. 89.000 một cái áo thun nha. Áo thun form rộng, đúng là form rộng luôn nè. Rộng rãi, thoải mái, giấu quần hết giùm em nha. Chốt em mã số 1 kèm màu áo thun 89.000 một áo nha mấy chị ơi. Xanh đậm 89.000. Thun thô hay mịn vậy em. Cái này chất nó khác cái đợt vừa rồi nha. Sao không nghe tiếng vậy? Chị Yến Hoàng thốt ra vô lại em mở lên thử nghe tiếng không chị. Cái vải này nó không phải là cái vải dẻo dẻo bữa trước nha. Cái chất của nó hơi thô thô mà nó cũng rất là mềm luôn chị. Nó vải này khác lắm luôn á. Vải này rất là dày dặn, rất là đẹp. Áo thun 89.000. Ủa nghe được mà mấy chị nghe không được, sao mấy chị ra hết trơn vậy ta? Chị là do máy của mấy chị rồi. 89.000 giùm em nha, áo thun này vải đẹp lắm. Màu xanh, xanh đậm hay xanh rêu chị Như ơi, xanh đậm hay xanh rêu vậy chị? Chị nghe được không? Em thấy khách ra hết trơn rồi nè. Bình thường mày là do chắc là có người nghe được, có người không nghe được á. Chị nào nghe không được, thoát ra, đăng xuất ra, đăng nhập vô lại giùm em nha. Rồi màu xanh đậm hay là màu xanh rêu chị Như? Chốt lại giùm em nha. Rồi màu kem nè, xanh đậm nha chị Như này. Xanh đậm thì cái này em thấy nhiều người like bị lắm, chứ không phải riêng mình em. Có nghĩa là sẽ có một số chị không nghe tiếng được, có một số chị thì nghe được. Mấy chị cứ đăng xuất ra, đăng nhập vô lại em nha. Màu kem, màu xanh rêu. Ủa chơi nè, đưa đó chị.
9.000 chị Liên Kim Nhi bình thường nè, Bí Bồng Bông Nhi bình thường. Rồi tương tác giùm em nha, tí hồi có hàng đẹp nữa. Rồi ai lấy comment lên giùm em nha mấy chị ơi, nghe bình thường nè, lại có một số chị là không nghe được. Nãy chị cũng bị. Rồi màu kem, màu xanh đậm, màu xanh rêu với màu hồng luôn. 89.000 một áo mấy chị ơi, hàng xịn đẹp form to. Form to đẹp nha, hàng Quảng Châu. Rồi ai lấy comment lên giúp em nha mấy chị ơi, màu hồng nè, quá đẹp luôn. Form to, rộng rãi, thoải mái giúp em nha. 89.000 áo nè, 89.000 một áo. Rồi hồng nè, xanh rêu nè. Rồi màu kem nè, và cái này là màu xanh đậm giùm em. Dạ, em thấy nhiều người like bị á. Rồi ai lấy áo thun comment lên giùm em là áo thun kìm màu nha, mẻ một kìm màu. Mẻ một nha mấy chị ơi, mẻ một kìm màu. Em lo ít áo thun xong rộng lên có tiếp nữa nè, có tiếp thun nữa. 89.000 một áo nha mấy chị ơi, 40kg đến 70kg luôn á, 40 đến 70kg mặc được luôn. Hàng đẹp. Rồi chốt em là Mickey hồng. Form to lắm luôn mấy chị yên tâm nha, form này đúng chất là form rộng luôn á, rộng rãi, giấu quần hết giùm em. 40kg đến 60, 65, 70kg gì vừa hết luôn nha. Chốt em là Mickey hồng. 89.000 Mickey hồng mấy chị ơi, Mickey hồng nha. Dạ còn nha chị Minh Thương, Minh Thương ơi, bộ BD đó còn nha chị, cái bộ đó là em up hình đầy đủ mẫu luôn á. Chị có thể chọn hình cũng được nha, em up đầy đủ mẫu rồi á. Rồi cái này chốt lên em là Mickey hồng. Mickey hồng nha mấy chị ơi, 89.000 Mickey hồng nha. Nhưng mà còn mất nhiều quá, mất gỗ. Chốt em là Mickey hồng, 89.000 Mickey hồng mấy chị ơi. 89.000 Mickey hồng nha, em quay hàng khác nha. 89.000 Mickey hồng.
Rồi ai lấy nó chốt em nha, rồi dần dần trắng đen nè em. Dần dần là trắng đen. Chị Liên Kim. Chị Liên Kim xếp màu nâu. Chị Liên Kim màu nâu nha. 40 kg đến 60 kg vừa hết giùm em. 40 đến 60 kg vừa hết giùm em nha. Giá là 115.000, mấy chị có mua thử một set, mua nhận hàng là ưng ý nha. 115.000 một set nè. Nâu đen. Rồi áo trắng quần đen giùm em nha. Nâu nè, áo nâu đi với quần nâu luôn. Set này 115.000, mấy chị mua ưng ý thì thôi á. Mua những chỗ khác người ta bán giá cao lắm mấy chị ơi. Rồi 115 kẻ set 40kg đến 60kg chất thun dày dạng co dễ giùm em. 115.000 rất là rẻ nha. Không mua là tiếc liền luôn. Không mua mai hỏi em là còn không, em lấy hết hàng là tiếc xỉu luôn nha. Màu nâu nè. Màu nâu là áo nâu, quần nâu luôn. Màu đen là áo đen, quần đen. Và em có áo trắng, quần đen nữa nha. Em còn 1-2 set nữa thôi à. Còn ai lấy thì chốt giùm em. Quần nó vừa phải nha, cho hình thể lượng ơi. Không sợ dài. Mày ví dụ như mày dài cũng dễ lắm, dài mình cắt lên chút thôi là xong. 115.000 giùm em nha. À, kem tan mỡ bao nhiêu? Cái đó là keo gừng Thái Lan, cái đó là giá 79.000 một hộp 500ml. Một hộp của nó là 500ml nha chị. Chị Hữu Phương ơi, giá là 79.000 một hộp nha chị. Ship màu nâu cho chị Mẹ Khánh Linh. Nâu chị Mẹ Khánh Linh nâu. Rồi ai lấy nó chốt lên giùm em nha. Quần đen đi với áo trắng nè, đẹp lắm. 115.000 xí là mà không chốt là tiếc nha. Chị Kim Bắc có trắng đen chưa em? Chưa có mất mắt. Chị Kim Bắc trắng đen nè. Kim Bắc trắng đen. Ai lấy nó chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Áo trắng nè đi với quần đen. Rồi áo nâu đi với quần nâu. Và áo đen với quần đen nha. 115.000 nguyên kẻ xếp. Đẹp lắm. Em nói thiệt sự rất đẹp. Ai lấy thì comment lên nha. Vải thun là dày dặn chốt beo đẹp luôn. Áo là áo này nó là form dài, nó chia hết cái mông luôn nha mấy chị ơi, yên tâm rất là đẹp. Chị nào lấy thì comment lên giùm em nha. Còn đúng mỗi màu một set hai set à. Em còn đúng mỗi màu một set, riêng màu đen được hai set nè. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha. 115.000 nguyên kẻ set. Mấy chị nhìn cái áo nào form đẻ không? Áo này form rất là to, rất là đẻ, mặt chi hết luôn. Cái áo này chi hết cái mông luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy thì chốt lên giùm em nè. Minh Hồi đầm sọc đó hơn, đầm sọc một chụp hình đúng không? Đầm sọc 89.000 rồi chờ chút nha. Rồi ai lấy ship 115 nữa không? Chốt lên giùm em, ship 115.000. Kiên Giang. Kiên Giang còn chị địa chỉ Kiên Giang như xóa rồi sao á. Kiên Giang vô em xóa địa chỉ rồi chị Mẹ Khánh Linh ơi. Ái lại giùm em nha. Chị Huỳnh Thị Lượm trắng đen là chị Mẹ Khánh Linh tí hồi nhắn tin giùm em nha. Trắng đen. Trắng đen chị Huỳnh Thị Lượm. Rồi áo trắng quần đen. Rồi ai lấy nó chốt lên giùm em nha. Em còn áo đen quần đen. Còn áo đen quần đen hả? Lấy rồi. Cái gì? Mệt quá chị quăng que mà sao vậy? Em đưa cho ai vậy? Màu nâu chị chi hàng màu nâu từ từ nha. Đi đi, đi lên trên con bé trên mẹ. Đi bé đi vô xong rồi kêu bé đi lên đi con. Không có, cứ kêu bé nha đây. Mày gọi điện thoại cho. 40kg đến 60kg men vừa nha chị ơi. Review của chị chi hàng chưa em? Đúng rồi nè em. Nhưng mà mẹ đâu biết con yếu. Chị nói sao con nó nhỏ lắm. Cứ to lên là bé nghi bé dậy luôn. Đi con nhanh đây. Ở trên mấy mét ở dưới này mẹ nóng lắm. Đi lên trên đi. Lên lại áo thun chị xem với rồi chờ em chút nha. Ủa làm sao hồi nãy chị quăng đây cho em có nè. Lại bé bộ hết nè. Bé bộ trắng nè. Hả? Ủa hồi nãy chị quăng cho ai? Lèo nãy giờ mấy bộ trắng rồi. Ủa sao kỳ vậy? Hai. Không có đâu chi, tìm kỹ lại con. Cái này là bộ đen luôn. Vậy là em chị nào em? Chị Huỳnh Thị Lượm ơi, hết áo trắng quần đen rồi nha chị. Bây giờ em còn màu đen hết luôn à. Áo đen quần đen luôn nha. Chị Huỳnh Thị Lượm ơi, hết áo trắng quần đen rồi nha chị. Bây giờ còn áo đen quần đen luôn nha. Còn áo đen với lại quần đen luôn.
Ủa là chị không có ăn cái đó ra hả? Rồi em còn áo đi quần đen nha chị Huỳnh Thị Lượng, có lấy thì chốt lên giùm em nha chị ơi. Còn áo trắng quần đen thì hết rồi nha chị. Rồi mẫu này em còn đúng 2 bộ màu đen. Còn đúng 2 bộ màu đen nha. Ai lấy đen comment lên, em lại xếp đen 115. Comment lên giùm em lại xếp đen 115 nha mấy chị ơi. Xếp đen 115 nha. Rồi em còn đúng 2 xếp đen, ai lấy thì chốt đi, em lại xếp đen 115. Chị này biết chi bỏ lộn rồi. Chi bỏ lộn rồi trong đó á. Lấy ra hết đi. Nãy giờ là một thúng xít nào đó, 5-6 xít gì đó rồi đó. Thì nâu đó là view ai nè? Em bỏ bị sai rồi đó, bây giờ em tìm đi. Rồi cái quần này em có SML B size nha. Quần này giá là 95.000, quần lưng siêu keo luôn, chất cực kỳ đẹp. 95.000 một quần, quần này có SML B size. Thì cái quần nó sẽ hơi ngắn chút nha, giờ like mớm ơi. À lấy, em rút ra em coi là view của màu gì. Lộn không? Phan Nhung. Chị Quang đúng màu mày ta. Hả? Tìm nó coi, chị nhớ cho Quang đúng màu mẹ. Ý là dân dân sai, ý này XML B sai. Em cứ rút ra hết đi chị, rút ra hết đi, em kiểm tra lại. Mẹ sao? Bé hết 2 xít nâu rồi mẹ, sao kỳ vậy? Hết màu đó lấy màu khác nha em. Hết màu đó lấy màu khác, vậy là lấy áo đen quần đen luôn được không chị? Lấy áo đen quần đen luôn được không chị ơi? Chi hàng nâu có chưa? Chi hàng. Chi hàng rồi. Rồi chị Huỳnh Thị Lượng, em đợi áo trắng quần đen thôi chị. Ở lộn, áo đen quần đen nha. Áo đen quần đen thôi chị nha. Quần có size L nha Mạnh Tú Xuyên ơi. Nè chị Huỳnh Thị Lượng là lấy. Em đem fan là gửi hàng rồi nha. Màu đó hết lấy màu khác ok chị nè. Là lấy áo đen quần đen chị luôn nha. Rồi quần này có size XML B size. Siêu đẹp 95.000, ai lấy comment lên liền giùm em nha. Lưng keo có hai túi hộp ở trước. Lưng keo nha mấy chị ơi, có hai túi hộp ở trước luôn. XML B size. XML B size giùm em nha. Ai lấy chốt lên em nào, quần này chất siêu đẹp. Cho em bộ quần đen áo đen nha. Ok chị like móm nè. Ok chị Huỳnh Thị Lượng. Like móm nè. Rồi like móm cho em địa chỉ số điện thoại trên like luôn nha chị ơi. Cho em địa chỉ số điện thoại trên like chị like móm ơi. Màu quần riêng size L chị Mạnh Tú Xuyên size L. Chị Mạnh Tú Xuyên size L. Quần riêng đó hết. Quần riêng này em hết size L nha, còn size X với size M. Gửi đồ cho Thắm rồi nha Thắm. Anna Fan rồi gửi rồi nha. Rồi cái này em còn size X và size M hai size. Rồi 95.000 siêu rẻ siêu đẹp luôn mấy chị ơi, lưng rất là keo giùm em nha. 95.000 một quần, em còn size X và size M hai size. Chị nào nhỏ nhỏ người á. Rồi X với M hai size giùm em nha. 95.000 một cái quần sọc rin, cực kỳ dễ thương luôn nha, lưng keo nè. Đó, hai túi hộp phía trước giùm em. Vậy rồi ok, like mớm nè, Phúc Thượng, Phúc Đông, Phúc Đồng nha Trang. Rồi ai lấy quần không? Chốt em là quần kèm size nha. S, M, 2 size. Quần này em còn size X và size M, 2 size. Quần này em còn S với M, 2 size nha mấy chị ơi. S với M, 2 size cái quần sọc xinh đó nha. Rồi mẫu này. Mẫu này cũng đang rất là hot nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. Áo phía sau chiếu nha. Áo phía sau chiếu nè. Áo thun phong rộng có luôn nha. Lai móm ơi, quần size X. Mấy cái này gửi vào Cần Thơ nha. Riêng ship ok chị Mẹ Khánh Linh. Em cho hai bọc nha chị. Bây giờ chị Mẹ Khánh Linh là bọc khác nha. Bấm riêng luôn. Rồi ok chị Mẹ Khánh Linh nha chị. Áo thun phong rộng còn luôn nha. Ship này giá 115.000. Dễ thương quá, để em coi có màu gì nha. Mặc ở sau là chiếu lưng gồm một cái áo nè, đây với là một cái quần legging.
Con này 55-56kg trở lại giùm em. Một áo đi với là một quần legging 115.000 nguyên kẻ set. 115.000 nguyên set nha. 40 đến tầm 55-56kg. Có màu đỏ nè. Màu đỏ hoa hướng dương. Đỏ hoa hướng dương là màu vàng. Ui màu đẹp quá. Đỏ hoa hướng dương màu nè. Hột cẩm nó nè mấy chị ơi, 115.000 nguyên set nha. 40 đến tầm 50 40 tầm 55-56kg mặt vừa. 115.000 gồm một cái quần legging rồi một cái áo sâu chiếu dây. Rồi, chị nào lấy cái này comment lên em nha, áo bánh bèo không chị? Hôm nay có áo thun với lại set nha. Rồi, set này 115.000 nguyên set. Ai lấy cái này chốt em là thổ cẩm nha, thổ cẩm nè. Đó, gồm áo gồm quần luôn kẻ set 40kg tầm 55-56kg mặt vừa giá 115.000 nguyên set. Giá 115.000 nguyên một set nha mấy chị ơi. Đó, nguyên set này 115.000 nguyên set nha. Beo đẹp luôn, mặt cực kỳ mát luôn mấy chị ơi. Tách rồi ra mặt cũng được nữa. Rồi em có này là thổ cẩm, hồi nãy là hoa đỏ nha. Hoa đỏ, hoa hướng dương màu đỏ. Và cái này là màu vàng. 115.000 nguyên set giùm em nha mấy chị ơi. 115.000 nguyên set, độ này chốt em vàng 115 vàng, dễ thương cực kỳ luôn. Còn quần legging với lại áo nha. A lấy con mình lên em là set 115 kìm màu. Thổ cẩm cho Phi Duyên Nguyễn thổ cẩm nè. Rồi có màu vàng nữa nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, không lấy là tiếc nha. 115.000 nguyên kẻ set luôn, 115. 115.000 nguyên set, cái này con mình lên cho em là vàng. Gồm áo nè, đi với là quần legging luôn. Mặc rồi cũng được nha. 115.000 nguyên kẻ set. A lấy chốt lên em là cái này, chốt là set vàng. 115 set vàng. 115 xít vàng, quần thì như nhau, chỉ khác màu áo thôi nha. A à, lấy cái này của mình em này đỏ, thổ cẩm. Thổ cẩm nha mấy chị ơi, thổ cẩm. Thổ cẩm nha, 115.000, 115.000 thổ cẩm 115. Thổ cẩm 115 nha. Rồi cái này là hoa đỏ 115. Hoa đỏ 115 giùm em nha mấy chị ơi, hoa đỏ 115. Em xỏ cái áo vô. Hoa đỏ 115 nha, em xỏ áo. Kể tiếp luôn. 40 tầm 55-56 kiếm em vừa em nha. Xếp thổ cẩm. Em đang mặc là cái này là chốt em là màu vàng. Quần nó là dạng quần. Quần này quần lưng lưng keo lên luôn nha mấy chị ơi. Lưng keo luôn, dạng quần legging. Đi với lại áo màu vàng em nha. Đó, áo như thế này. Ở sau là chéo. Lòi ở ngực. Ở sau là chéo đi mấy chị ơi. Mà ở ngực thấp thấp xuống tí thì không thấy. Rồi, em mặc là có màu vàng nha. Màu vàng nè. Rồi cái này là hoa đỏ nha mấy chị ơi, 115.000 nguyên một xí giùm em nha. Quần legging đi với lại áo này luôn, áo thổ cẩm này nha. Rồi 115.000 nguyên xí. Áo em mặc là áo màu vàng nha mấy chị ơi. Màu vàng quần thì giống nhau, chỉ khác màu áo. Rồi cái này chốt em là hoa đỏ nha. Hoa đỏ 115. Rồi cái này là thổ cẩm 115 nha mấy chị ơi. Thổ cẩm 115.000 thổ cẩm. Rồi thổ cẩm 115 giùm em nha. Thổ cẩm 115.000. Rồi đây nha mấy chị ơi, lấy thì chốt lên em nha. Màu vàng nè, cái này là thổ cẩm. Em mặc là màu vàng nha, cái này là thổ cẩm nè. Và cái này là hoa đỏ luôn, hoa đỏ. Lấy màu gì chốt màu đó nha mấy chị ơi. Gồm áo là quần legging luôn, 115.000. 115.000 nguyên set nha, 115 nguyên set. Lấy chốt lên giùm em nè, 115.000 nguyên set. Thổ cẩm không chứ. Chốt lên em nha mấy chị ơi. Để em coi cái màu này nó có khác không. Màu này có khác không.
gì chốt màu đó em nha mấy chị ơi. Thổ cẩm nè, thổ cẩm em mặc là màu vàng nha, và màu đỏ luôn, be màu, giá là 115.000 nha. 115. Rồi 115 nha mấy chị ơi, em quay mẫu nè. Mẫu này áo thun form rộng 89.000 có hai màu. Rồi cái này là form rộng nha mấy chị ơi, 89.000 có hai màu. Giấu quần hết luôn giùm em nha. Form là form to, giấu quần như thế này, 89.000 một áo. Cái này chốt em là mã số B kìm màu nha, mã B kìm màu. Có màu tím nè, có là màu hồng hai màu. Mã số B này em có màu tím và màu hồng nha, hai màu. À lấy mã B, chốt em mã số B kìm màu. 40kg đến 60, 65, 70kg thì vừa hết giùm em luôn nha. 40kg đến 60, 65, 70kg thì vừa hết giùm em luôn. Chốt em là mã số B kèm màu, 89.000 một áo nha. Hồng 89.000, tím 89.000, màu này màu tím nha mấy chị ơi. Tím 89.000 nè, hồng 89.000. Rồi ai lấy màu gì của mình màu đó giùm em nha. Chốt em mã số B kèm màu hồng nha mấy chị ơi, 89.000 màu hồng. Rồi này 89.000 màu tím nha, 89.000 hồng, 89.000 tím. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Hồng tím hai màu, hồng tím hai màu luôn giùm em nha. Chị lấy màu gì chốt màu đó. Mẫu gì chứ? Số B màu hồng cho chị like món. Màu hồng cho chị like món nè. Lại số B còn màu tím nha. A lấy tím của mình tím. Màu tím nha mấy chị ơi, ai lấy tím chốt tím lên giùm em nha. 89.000 áo, rất là rỉ ro đẹp luôn. Chị nhìn cái form đẻ không, form to, form to giấu quần hết giùm em luôn nha. Đúng rồi, mẫu này có hai màu nha mấy chị, nhìn cái form áo nè, to rộng rãi thoải mái giùm em nha. 40kg đến 60, 65, 70kg bầu bì bông chen được hết luôn. Màu hồng cả ủa trong phòng nè, vậy nè em còn đủ màu nha, hồng tím hai màu. Rồi hồng tím hai màu luôn giùm em nha mấy chị ơi. Vải beo đẹp yên tâm, hàng Quảng Châu. Mã số B kìm màu nha. Số B màu hồng, số B màu tím nha mấy chị ơi. Tay mấy chị nhìn nè, tay là dạng tay lỡ á, beo cưng luôn. Áo này mà có 89.000 cực kỳ rỉ luôn nha. Chị like móm lấy màu tím luôn nè. Like móm màu tím luôn. Rồi ai lấy nó chốt lên giùm em nha. Tím hồng hai màu. Tôi chị cầm sọc que luôn nha em. Đàn sọc đẹp lắm á. Chị Thủy Tiên mẹ số B màu tím. Chị Thủy Tiên mẹ B màu tím đẹp lắm mấy chị ơi. A lấy nó chốt lên em nha. Tím hồng hai màu mẹ số B. Đàn sọc có 4 màu này nha Minh Hồi ơi. Cái này có chụp hình rồi nè. Chụp hình là cận màu cận vải luôn á. Trên live nhiều khi mình coi nó không được rõ như trên hình. Rồi cái này nha, chốt em là mẹ số 1. Rồi chốt mình là body sọc mẻ 1 còn nha. Lai mốm ơi, để chị lên mẫu tiếp nha. Rồi đây nha Minh Hồi, màu này chốt mẻ 1 nè. Rồi màu này chốt mẻ 2. Rồi màu này chốt mẻ số 2 nha. Màu này chốt mẻ 2. Mẻ 2 nha, mẻ 2 nè. Mẻ 2 89.000 một đầm, 40 tầm 55kg mang vừa nha. Rồi mẻ số B 89.000 mẻ số B. A lấy mẻ B của mình, mẻ B lên giùm em nha. Rồi bé này mẹ số 4. Đây nha Minh Hồi, lấy màu gì chốt màu đó nha Minh Hồi ơi. Mẹ 4 nè. Mẹ 4 nha. Mẹ số B nè. Rồi cái này mẹ số 2. Về màu này là mẹ 1. Đó, lấy màu gì chốt màu đó nha Minh Hồi ơi. NGIG con exit. Dạ alo. Dạ. Điện thoại không liên lạc được không anh? Vân Anh, Vân Anh đó Hồng Anh. Cái đơn mà không thu tiền đúng không? Ủa sao kỳ vậy ta? Rồi. Dạ, 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 rồi, rồi, rồi. Dạ, Phi Dung Nguyễn. Phi Dung Nguyễn anh ạ, à, Phi Dung Nguyễn. Dạ, dạ, rồi.
Dạ dạ rồi rồi em cảm ơn nha anh. Số bên một tiếng có hả? Mẻ một cho Minh Hồi. Mẻ một đầm body mẻ một. Đưa lên em, đưa lên, đưa lên. Đó. Ok Minh Hồi mẻ 1 là 89.000. Rồi mẻ BA lấy nó chốt em nha. Hồng tím 2 màu. Hồng tím 2 màu nha mấy chị ơi. Hồng tím 2 màu. Rồi em quay mẫu đi. Rồi cái này chốt em mẻ số 4 kìm màu. Minh Hồi dùng. Ok Minh Hồi. Rồi chốt em mẻ số 4 kìm màu nha. Số 4 có màu vàng nè. Form to như mặt rất là đẹp. 89.000 cực kỳ rẻ nha. Màu vàng, màu xanh. Rồi áo đẹp quá mấy chị ơi. Quảng Châu vàng xanh kem hồng 4 màu. Vàng xanh kem hồng 4 màu. A à, lấy chốt lên em nha mấy chị ơi. Vàng xanh kem hồng 4 màu. Toàn màu đẹp. Rồi giờ lấy cái này của mình mẹ số 4 tìm màu giùm em là mẹ 4 tìm màu. 89.000 mẹ 4 tìm màu lên giúp em nha. 89.000 mẹ 4 tìm màu. Màu này chốt em mẹ số 4 màu hồng. Form to, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Cái này là áo form giấu quần nha chị Tơ Sere Nguyễn Nguyễn ơi. Form to giấu quần em đang mặc nè. 40kg đến 60, 65, 70kg. Bầu bì, bông chen thoải mái hết giùm em luôn nha. Ai lấy áo con mình lên em lại mẻ số rồi kìm màu nè. 89.000 cái này chốt lên giống như là mẻ số 4 kìm màu nha. Số 4 có màu kem nè. Màu càng nổi càng đẹp mấy chị ơi. Màu kem nè. Số 4 giùm em nha, màu kem. Số 4 màu xanh. Đây màu xanh mấy chị ơi, beo đẹp, màu xanh đẹp thiệt luôn á, màu xanh rất đẹp. Màu xanh nè, rồi số 4 màu vàng. Số 4 màu vàng giùm em nha, về số 4 này là màu hồng. Màu hồng nha mấy chị ơi, màu hồng. Rồi ai lấy màu gì con mình lên giùm em màu đó, giá là 89.000 một áo nha. 89.000 áo nha mấy chị ơi. Hồng nè, vàng nè. Rồi, màu xanh giùm em nha, màu xanh và cái này là màu kem. Ai lấy mẹ 4 con mình lên giống như là mẹ số 4 kìm màu. Mẹ 4 kìm màu giùm em nha, mẹ 4 kìm màu. Chốt lên em mẹ 4 kìm màu mấy chị ơi. Màu xanh có hình khác không ạ? Coi thử nha. Xanh đó hình như cái hình đầu tiên thôi. Rồi có hình đó nữa nha chị. Số 4 màu kem chị like mớm màu kem đẹp lắm mấy chị ơi. Form đẻ không? Form to éo éo tay lỡ luôn, tay lỡ luôn em nha. Màu càng nổi càng đẹp. Số 4 chị like mớm màu kem nè. Em đang mang là màu xanh nha. Đang mang là màu xanh. Đang mang là màu xanh nha, ai lấy xanh chốt đây là màu xanh. Màu xanh nha mấy chị ơi. 89.000 màu xanh cho chị Châu Hiếu màu xanh nè. Châu Hiếu màu xanh. Ai lấy màu gì con mình màu đó giùm em, quá đẹp mấy chị ơi. Form to thoải mái, éo là éo tay lỡ luôn á. Rất là đẹp nha, ai lấy màu gì chốt lên màu đó giùm em nè. 89.000 một áo nha, form to siêu đẹp. Rồi cho nó lấy màu gì nữa chốt lên màu đó giùm em à. Đeo đẹp luôn nha, Châu Hiếu nè. Rồi Châu Hiếu cho em địa chỉ số điện thoại trên like nha chị Châu Hiếu ơi. Địa chỉ số điện thoại trên like giùm em nha chị. Hay. Like món có rồi, chị review địa chỉ số điện thoại nè. Rồi ai lấy xanh cơ mình xanh giùm em nha, màu xanh. Đẹp lắm mấy chị ơi, 89.000 áo thôi nha, form mấy chị nhìn thấy không? Tay lỡ luôn. Tay là tay lỡ luôn giùm em nha, form to rộng rãi thoải mái. Rồi ai lấy xanh comment xanh lên giúp em nha, xanh. 89.000 màu xanh. Chị ơi.
chú em là mẻ số số 5 kìm màu, em nhan mẻ 5 kìm màu. Chú em là mẻ 5 kìm màu nha, mẻ 5 có màu xanh đậm nè, xanh đậm, mẻ 5 màu xanh đậm. Rồi, mẻ số 5 màu gạch giùm em nha, số 5 màu gạch. Số 5 màu gạch giùm em về số 5 màu kem nha mấy chị ơi, số 5 màu kem. Rồi số 5 màu kem giùm em nha. À lấy cái này của mình luôn em, mẻ số 5 kìm màu. Chốt đây là mẻ số 5 kìm màu nha mấy chị ơi, màu gạch nè. Rồi màu số 5 xanh đậm cho chị like mớm nè. Xanh đậm. À lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Xanh đậm đẹp lắm mấy chị ơi, toàn màu đẹp không mà màu gạch nè. Rồi màu kem giùm em nha. 89.000 áo. À lấy áo màu gì chốt màu đó giùm em. Em bán 89.000 chứ người ta toàn trăm mấy không á. À lấy màu gì chốt màu đó giùm em nha. Kem nè xanh đậm nè với lại màu gạch. Kem xanh đậm màu gạch nha. Mê màu. Ê chữ có loại này nè chị ơi. Chị Như, chữ có loại này. Màu tím về màu màu gạch chị Châu Hiếu luôn nè chị, số hộ giùm em nha chị ơi. Cho trên like luôn rồi bên em mới chốt nè. Châu Hiếu nè, cho em địa chỉ số hộ trên like luôn nha chị. Rồi chú em là chữ kìm màu, chữ có chữ tím nè, với lại chữ màu kem. Chữ tím, chữ kem hai màu em nha. Chữ tím với lại chữ kem hai màu mấy chị ơi, rất là đẹp. Form to nha, vải đẹp cực kỳ, form to, chữ là chữ thêu đẹp lắm. Chú em là chữ kìm màu nha, chữ tím, chữ kem hai màu, năm nay đang hot màu tím. Màu tím hot kem. Rồi chốt luôn giùm em nha mấy chị ơi, màu tím là màu kem hai màu, 89.000 áo nha, rất là rẻ, rất là đẹp luôn. Chốt luôn giùm em nha mấy chị ơi. Rồi tím kem hai màu. Rồi cho em địa chỉ trên like luôn nha Châu Hiếu. Màu gạch nè. Màu gạch đó chị Châu Hiếu nha. Rồi cho em địa chỉ trên like luôn. Rồi cái này ai lấy chữ của mình, chữ kìm màu em nha, chữ có màu tím với lại màu kem hai màu. Chữ tím, chữ kem hai màu, chốt em là chữ kìm màu nha. Chữ tím, chữ kem hai màu, con mình lôi em là chữ kìm màu luôn. Chữ kìm màu nha mấy chị ơi. Tím kem hai màu nha, tím kem hai màu, chốt em chữ kìm màu. Ai lấy chữ chốt chữ kìm màu giùm em nha. Chữ kìm màu. Nâu
thì thủy tiên màu nâu. Sọc em mặc là 70 nha, lấy sọc chốt em sọc 70. Mong như này lấy cái gì nữa không nhiều. Là chị đổi cái gì vậy, lấy cái mèo chị, bỏ cái hồng trước rồi lấy cái mèo. Lên mẫu luôn nha. Hoa cúc 85 ngàn, lấy hoa cúc chốt hoa cúc dùm em nè, lấy đầm baby doll.
rồi, đầm bầu giùm em nha mấy chị ơi. Ơ đầm thun phôn rộng nha. Đầm thun phôn rộng giá là 105.000 một đầm. Giá là 105.000 một đầm giùm em nha. Dạ rồi, ok giùm con anh nha chị. Rồi đầm đầm thun này giá là 105.000 một đầm giùm em nha. Đầm thun giá 105.000. Rồi cái này có màu nâu 105 nè. Rồi đầm mèo 105 giùm em nha. Về đầm đen 105.000, đầm đen về đen 105 nha mấy chị ơi. Đen 105 nè. Rồi mèo 105 giùm em nha, về nâu 105.000 màu nâu. 105 màu nâu giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. Đầm đó là đầm thun á. Rồi baby doll có hoa màu đỏ và hoa màu vàng hai màu, 40kg đến 60kg, bầu bì nhỏ bông chen được. Lấy chị cái màu xanh xuống đây chị, kéo kêu ở trên hai màu xanh luôn. Rồi baby doll này 40kg đến 60kg, bầu bì nhỏ bông chen được nha, em có hoa vàng hoa đỏ hai màu. Em có hoa vàng và hoa đỏ hai màu nha mấy chị ơi, 99.000. 99.000 một đầm nha, có hoa vàng và hoa đỏ hai màu. Đây nha mấy chị ơi, cái này em có hoa đỏ nè, 99.000 hoa đỏ. Rồi 99.000 hoa vàng nha. Hoa đỏ 99 nè, hoa vàng 99 luôn. Ai lấy thì chốt lên giúp em nha, đỏ 99 vàng 99 luôn nè. Chị nào lấy thì comment lên giúp em đỏ 99 vàng 99. Màu xanh đây nha chị, Tơ Sơ Ren Nguyễn Nguyễn. Xanh này chốt em là xanh mẻ 1. Xanh này chốt là xanh mèo. Rồi xanh này là xanh mẻ 1 nè chị. Rồi này là xanh mèo. Rồi cái này chốt là xanh chuột Mickey. Xanh chuột Mickey. Và xanh này chốt em là mẻ số 11. Hoa đỏ thì Châu Hiếu. Châu Hiếu cho em địa chỉ ra like luôn đi. Châu Hiếu ơi, Châu Hiếu hoa đỏ 99. Vải dày dặn nha chị, nhưng mà không nóng nha. Rồi cái này chốt em là xanh Mickey. Xanh này mẻ 11, mẻ 11 nha. Rồi xanh này chốt mẻ 1. Vậy xanh này xanh mèo, xanh mèo. Rồi lấy màu xanh này chốt màu xanh đó em nha, xanh mèo, xanh mẻ 1. Mẻ 11 nè, mẻ 11. Baby doll 99.000 là còn màu vàng với màu đỏ chị. Màu vàng với màu đỏ lấy chị. Hỏi mẫu này đúng không chị Dương Nguyễn, cái này em còn màu vàng với màu đỏ hai màu nha, 99.000 vàng đỏ hai màu. 99.000 màu vàng và màu đỏ hai màu lên giùm em nha, vàng đỏ hai màu 99.000. 40kg đến 60kg, bầu bì bông chiên được. Rồi baby doll vàng, baby doll đỏ hai màu giùm em nha, có đầm hai dây nữa cho chị, cái đầm hai dây tầng luôn nha. Đỏ vàng hai màu. Rồi đầm tầng này còn đúng cái. Đầm tầng này cũng 99.000, còn đúng cái cuối cùng 40kg đến 60, 65kg vừa luôn. Ai lấy tầng chốt em là đầm vàng tầng nha, 40kg đến 60, 65kg vừa hết. Chị Dương Nguyễn màu vàng 99.000 nè. Chị Dương Nguyễn baby doll vàng 99, trong còn baby doll vàng 99 chị Dương Nguyễn. Cho em địa chỉ số điện thoại trên like và Dương Nguyễn ơi, mấy chị mua hàng cho em địa chỉ số điện thoại trên like luôn đi. Em lưu lại đúng một lần, bữa sau mình mua hàng em không có xin lại nữa nha. Xin đúng lần à. Vậy rồi, cảm ơn chị Dương Nguyễn nè. Review đi. Rồi. Châu Hiếu chưa có địa chỉ đúng không? Có chưa? Chị Châu Hiếu lên em địa chỉ nha, chị chốt em được 3 cái rồi chị, hai áo thun một cái đầm hoa rồi nha. Lên địa chỉ trên like giùm em. Mấy chị ngại cho trên like thì mấy chị cứ cho lên đi rồi bên em lưu lại, rồi mình xóa comment của mình cũng được nha. Rồi vàng nè. Hai dây này chốt em là hai dây tầng.
mày đầm bầu mặt được mày không có hở hả chị? Bầu mặt được mày không hở. Nè. Lấy cái sọc gì mà chơi vô 125 nha. Sọc 125. Châu Hiếu, Liên Hương, Ti Phong, Bình Thuận, ok chị. Rồi đầm sọc này 40kg đến 60kg bầu bì bông chiên được, chốt là sọc 125. Đầm sọc 125 dùm em nha. Chốt lên với em này sọc với 125.000 cái đầm sọc này. 125 đầm sọc dùm em nha, 125.000 đầm sọc. Rất là đẹp luôn chị ơi. Sọc 125 nha. Rồi ai lấy sọc 125 của mình lên liền dùm em này sọc với 125.000 đầm sọc. 40kg đến 60kg cái này bầu bì bông chiên được. Áo Mickey đầu lai này giá 69.000, có màu đen, màu hồng hai màu, cũng 40kg đến 60kg mình mang vừa luôn nha. Mickey đen. Rồi Mickey hồng 69.000 một áo, 40kg đến 60kg mặc vừa em luôn. Rồi ai lấy Mickey này chốt em Mickey kìm màu giá 69.000 nha. 69.000 Mickey hồng. Mickey hồng 69, Mickey đen 69.000. Đó ai lấy áo này của mình lên em nha, hồng 69 đen 69. Hồng 69 đen 69 áo hoa. Đầm hoa, đầm hoa thì màu tím màu mặc được cái chi? Cái màu tím. Rồi màu tím này em đang sale còn 85.000. Tím này đang sale còn 85.000 nha mấy chị ơi. Ai lấy tím con mình tím giùm em nào, 40kg đến 60kg bầu bì bông chen được luôn. Cái này đang sale còn 85.000 cái đầm tím nha. 85.000 đầm tím 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết. Phần này là phần bo thun giúp em nha. Phần bo thun cho chị một bành cái nhẹ, một cục cái này. Rồi đây giùm em nha mấy chị ơi. Chốt lên giúp em nha. Tím 85.000 đầm tím von 2 lớp 40kg đến 60kg bầu bì bông chen được. Chốt lên em là tím 85.000 đầm tím. Tím 85.000 áo Mickey đen chị Dương Nguyễn. Mickey đen. Ơi. Em về hàng lại nha, một viên là 11.000 xài thử. Một bành là 125.000 kém gẹo Thái Lan, rất là thơm, xài trắng da, trị mụn sau lưng. Em bán một bành là 125.000 một bành 12 viên, chị nào mua một viên lẻ xài thử là 11.000 nha. 11.000. Rồi ai lấy kém gẹo thì chốt lên giùm em nha, một bành 125.000 một bành 12 viên. Tắm rất là đẻ luôn nha mấy chị ơi. Thơm nè, thơm cực kỳ là thơm luôn. Trắng da nè, về trị mụn sau lưng giùm em nha. Kém gẹo Thái Lan, một bành là 12 viên, cái này mới về hàng lại. Rồi có bán viên lỉ xài thử, hồi giờ chị nào mà chưa có dùng á thì mình mua lỉ mình xài thử. 11.000 một viên lỉ giùm em nha, mua nguyên bành là 125.000 một bành 12 viên. Rồi ai lấy kém gẹo chốt luôn giùm em nha mấy chị ơi. Kém gẹo Thái Lan nha, rất là thơm luôn. Rất là thơm luôn nha mấy chị ơi, 125.000 một bành 12 viên. Một viên lĩ là 11.000 nha. Viên lĩ là 11.000. Không phải nhường cái này vui luôn. Rồi áo thun này 89.000 áo em nha. Cái này màu mặt cũng được nè. Chốt em mẻ số 10 kìm màu nha, vịt kìm màu, vịt màu xanh nè, chốt em là vịt xanh, vịt xanh, vịt kem nha mấy chị ơi, vịt xanh, vịt kem nè. Rồi vịt xanh, vịt kem là vịt màu màu ruốc nha, vịt màu ruốc. Rồi 89.000 một áo giúp em nha mấy chị ơi, ai lấy này chốt em là vịt kìm màu, áo vịt kìm màu nha. Rồi vịt màu ruốc nè, vịt màu kem, vịt màu xanh giùm em nha, ruốc xanh kem be màu 89.000 một áo, 40kg đến 70kg mặc được hết luôn nha, 40 đến 70kg mặc được hết luôn. Rồi ai lấy vịt chốt em là áo vịt kìm màu, vịt hồng, vịt màu kem, vịt màu xanh nha, vịt hồng, vịt kem, vịt xanh be màu, chốt em là áo vịt kìm màu nha mấy chị ơi, vịt kìm màu
Rồi vàng xanh kem be màu nha. Không phải vàng lộn, màu ruốc màu kem với màu xanh be màu. Ruốc kem xanh be màu, chốt em là áo kiện màu nha. Ruốc kem xanh be màu, phom to, thoải mái, giấu quần luôn. Bầu bì bon chen được luôn nha mấy chị ơi. Chốt em là áo kiện kiện màu. Màu xanh nè, màu kem với là màu ruốc nha, be màu. Xanh kem ruốc be màu. Rồi quần này giá 59.000 một quần, 40kg đến 60kg men vừa dùm em nha. Quần này em có màu hồng. Quần này em có màu hồng nè mấy chị ơi, với màu trắng hai màu. Quần này có màu hồng và màu trắng hai màu, màu ruốc của chị Châu Hiếu. Châu Hiếu màu ruốc nè. Rồi chốt em là quần 59.000 kiện màu, quần em có màu trắng nè với màu hồng nha hai màu. Quần em có màu trắng, màu hồng hai màu. Quần trắng, quần hồng hai màu. Chốt em là quần 59.000 kìm màu em nha. Quần 59.000 kìm màu, hồng trắng hai màu. Mickey ai lấy chốt em nha. Mickey còn một, đúng một cái đen cuối cùng về màu hồng. Chốt là Mickey 69.000 kìm màu. Mickey hồng 69.000. Mickey đen 69.000. Hồng 69, đen 69 dùm em nha. Ai lấy chốt lên nha mấy chị ơi. Hồng 69 là đen 69. Chỗ này là Mickey 69.000 kìm màu. Bộ Mickey tụi dễ thương. Bộ này giá là 95.000 một bộ giùm em nha. Bộ Mickey này nè, 40kg nó tầm 50 57 58 ký mặt vừa. 40 tầm 57 58 ký mặt vừa giùm em nha. Bộ Mickey này 95.000 một bộ, em có hai màu. Màu này là màu nâu, màu nâu với màu hồng hai màu nha mấy chị ơi. 95.000 bộ nha, ống có phối ren luôn nè. Quần ống rộng đi với áo hai dây. Rồi quần ống rộng đi với áo hai dây giùm em nha. Set này giá là 95.000 một set. Em có màu này màu nâu. Màu nâu với là màu hồng hai màu, nâu hồng hai màu. Rồi chốt em là Mickey kìm màu mấy chị ơi, nâu hồng hai màu nha. 95.000 bộ và beo dễ thương luôn. Mặt rất là nét, rất là dễ thương nha, màu hồng với lại màu nâu hai màu. Chốt em là Mickey kìm màu 40kg tầm 57 58 cái mặt vừa luôn á. Chốt Mickey kìm màu giùm em nha, Mickey kìm màu. Đầm thun thì chỉ còn đầm thun mà nha Dương Nguyễn ơi, đầm thun được không? Đầm thun được không chị? Màu còn lại nè, được không chị? Màu nó coi có cái gì ta ta. Đầm thun mà chị Dương Nguyễn ơi, còn đầm thun mà. Rồi, bộ Mickey nha, lấy bộ Mickey chốt lên giùm em. Mickey nha mấy chị ơi, bộ Mickey nha. 95.000. 95.000 bộ mấy chị ơi, lấy bộ Mickey chốt em là bộ Mickey kìm màu. Giá là 95.000 một bộ nha. Giá là 95.000 bộ, màu hồng với màu nâu, em có hai màu. Hồng nâu hai màu nha. Rồi cái này là màu hồng nha mấy chị, màu hồng nè. Phía sau vòng này nó có bao thun luôn. Này có bao thun luôn giùm em nha. Hồng nâu hai màu. 95.000 bộ. Chị xem thử. Đầm thun 105, cái này bầu mặc được nha chị, em có be mẫu này. Chốt em là nâu 105, màu nâu. Thun suông nha, 105.000, chốt em là nâu 105. Đen cổ tim 105. Đen cổ tim 105.000, đen cổ tim. Đen cổ tim nha chị, cái này đen cổ tim 105, form đẹp lắm. Rồi này chốt em là mèo 105.000, mèo. Mèo 105 nha, mấy cái này là bầu mặt đường hết luôn á chị. Cái này con mình lên giúp em là mèo 105.000 mèo. Rồi đây nha, mèo 105. Cái này là túi đứa chân mẹ không hả? Quay đó là túi đứa chân mẹ không hả? Rồi đen 105 chị Tuyết Trinh. Đen 105 chị Tuyết Trinh. Rồi lấy nữa chốt lên em nha, 105.000. Rồi, nâu 105 nha mấy chị ơi, nâu 105. Dạ rồi, ok, Tuyết Trinh có đen rồi nha chị.
Rồi nâu 105 là đen 105 giùm em, cổ tim beo đẹp 40kg đến 60kg mặt vừa. Cái này chốt em là mèo 105.000 mèo nha. Mèo 105 mèo. Rồi lấy mèo cho mình mèo em nè. Đen còn đúng cái cuối cùng màu đen. Rồi màu nâu 105 màu nâu giúp em nha. Ai lấy chốt lên nha mấy chị ơi. Bầu là chị mặc là chị phải mặc dài tại cái bụng nó còn cơi lên nữa mà. Còn dài thì có mẫu này ngắn hơn nè chị. Màu đỏ. Đỏ nha, đỏ 105 màu đỏ. Chốt em là đỏ 105.000 màu đỏ nha, đỏ 105. Rồi ai lấy đỏ 105 chốt lên giùm em là đỏ nha, 105.000 màu đỏ. Rồi đỏ 105 nha mấy chị ơi, đỏ 105 giùm em nha, đỏ 105. Đỏ. OVV Nguyễn Thanh.
nhà nghỉ học. Mickey hồi nãy nè mấy chị ơi, vé này cho nó vé 95.000 bộ nha, bộ Mickey em đang mặc. Lưng là lưng keo mấy chị ơi, không có sổ móc đáy gì hết nha, lưng là lưng keo. Bộ Mickey em mặc nha mấy chị ơi, 95.000 bộ nha, 95.000 bộ Mickey này. 95.000 bộ mấy chị ơi. Bộ này em có màu hồng với là màu nâu nha, hai màu, hồng với nâu hai màu. Hồng nâu hai màu, em quần nó không bị móc đáy đâu nha. Ngoài ra nó tấn cái quần trong của em nè, chứ còn lưng nó rất là keo, không có sổ hốc đáy. 95.000 bộ Mickey nha mấy chị ơi, nè không có sổ hốc đáy gì hết nha. 95.000 bộ mấy chị ơi, cái này em có màu nâu với là màu hồng hai màu. Để phần phía sau này là phần có lưng thun nha. Phần này có lưng thun nha mấy chị ơi, rất là đẹp luôn. 95.000 một bộ, 40kg tầm 56-57kg là men vừa. 40 tầm 56-57kg men vừa, 95 một bộ em nha. Em có màu hồng với màu em mặc là màu nâu hai màu. Màu hồng với màu nâu hai màu nha mấy chị ơi. À lấy Mickey chốt đây là bộ Mickey kìm màu. Bộ Mickey kìm màu em nha, màu hồng và màu nâu hai màu. Giá là 95.000 một bộ. Hồng nâu hai màu giá 95.000 bộ em nha mấy chị ơi. À lấy chốt đây em là Mickey kìm màu nha. 95.000 Mickey kìm màu. Còn đúng một bộ màu đen và một bộ màu xanh nha. Để xem áo phông rộng hả? Phông rộng em like xong rồi chờ tí nha, em tua lại. Áo phông rộng mình đủ mẫu luôn rồi chị. Phông rộng chờ em xíu nha. Rồi set sọc là 89.000 một set. Cái này em có sọc xanh với lại sọc đen hai màu. Rồi set này có sọc xanh và sọc đen hai màu nha mấy chị ơi. Sọc xanh với sọc đen hai màu nha, 89.000 một set. 40kg này đến 60kg là men vừa hết dùm em nha. 40kg đến 60kg là mặc vừa hết luôn. Sọc phông rộng là em đi hết, lên hết mẫu rồi vậy Thủy Tiên. Phông rộng là lên hết mẫu rồi đó. Rồi cái này chốt em là sọc nha. Sọc, sọc đen, sọc xanh hai màu. 40kg này đến 60kg là vừa hết dùm em luôn nha. 40kg đến 60kg là vừa hết luôn. Mẹ sợ con bị ngứa lại mà con có ngồi đây là bụi đồ vô nó ngứa nữa. Đi quay quạt đi. Ngứa lên rồi bây giờ đi quay kia. Đâu có quạt không ạ? Nhưng mà quạt này nhỏ lắm, đi bên kia nó khỏi ngứa là mấy cái bụi đồ nó bay vô mình con nó ngứa. Chốt đây là sọc đen, sọc xanh hai màu nha. Sọc đen, sọc xanh hai màu. Chốt đây em là áo xít sọc kìm màu. 89.000 một xít nha mấy chị ơi, 89.000 một xít nha. Rồi áo phông để em lên mẫu lại. Rồi sọc đen với sọc xanh hai màu giùm em nha, sọc đen và sọc xanh hai màu. Ai lấy sọc màu gì chốt giùm em là sọc kìm màu đó nha, xanh đen hai màu. Sọc xanh, sọc đen hai màu. Cái quần kìa. Đi ra chị đưa chị luôn rồi chị về chơi luôn, còn cái quần hết rồi. Cái quần kìa. Rồi chốt em cái này nha. Form rộng 40kg đến 60, 65kg vừa hết luôn. Em này xài Vietcombank nha chị. Vietcom nha chị Dương Nguyễn ơi, Vietcombank nha Dương Nguyễn. Con bỏ cốc chỗ khác luôn nha mẹ, đi vô trong đi. Rồi cái này chốt em là mẹ số 4 kìm màu. Mẹ số 4 kìm màu giùm em nha. Bộ em đang mặc rồi, chờ em chút, em có hai màu luôn á chị Kim Dung Nguyễn. Em có Mickey màu nâu em đang mặc nè. Ống của nó là ống ren nha, ống phối ren. Mickey nâu em mặc với lại Mickey hồng luôn. Đây màu hồng treo sau nha. Mickey em mặc là 95.000 bộ màu nâu, còn màu hồng treo sau. Màu nâu nha, còn màu hồng treo sau. Rồi cái này chốt em là mẹ số 4 kìm màu, 89.000 em có màu hồng nè. Rồi với lại màu vàng nha, hai màu. Có hồng với vàng hai màu giùm em nha. Chốt lên giùm em là mẻ số 4 kìm màu. Số 4 màu hồng nè. Số 4 màu vàng.
bốn hồng bốn vàng mất điện không? Mất điện luôn. Bốn hồng bốn vàng rồi. Cái này chú hay là Mickey tìm màu nha. Bộ em mặc là 95.000 nha Kim Dung. Chị Kim Dung Nguyễn ơi, màu nâu với màu hồng hai màu nha chị. Mickey em mặc là Mickey màu nâu, rồi Mickey này là Mickey màu hồng. Vả đẹp lắm chị ơi, không biết vả gì nữa nhưng mà chị biết là vả này mặc dày dặn mà chất mát nha. Rồi cái này chốt em là Mickey kìm màu, nơ kìm màu mấy chị ơi. Áo này chốt nơ kìm màu. Áo này chốt em là nơ kìm màu nha, nơ xanh nè. Rồi nơ màu ruốc giùm em nha, nơ xanh và nơ màu ruốc mấy chị ơi. Nơ xanh nè, nơ màu ruốc giùm em nha, nơ xanh nơ ruốc. Rồi mẫu này chốt em là chốt em là mẻ số 1 kìm màu, mẻ 1. Mẻ 1 có màu xanh nhạt nè, màu xanh đậm. Mẻ 1 màu xanh nhạt nè, màu xanh đậm nè mấy chị ơi. Mẫu này mẻ 1 nha. Chị bộ Mickey màu nâu, ok Kim Dung Nguyễn Mickey nâu. Rồi cái này chốt em nha mấy chị ơi. Mẻ 1 có màu hồng nè, màu ruốc, màu hồng ruốc. Mẻ 1 là em có màu hồng ruốc nè, màu xanh nhạt nè, màu xanh đậm giùm em nha. Xanh nhạt xanh đậm, và màu này là màu kem. Màu kem nè, màu xanh đậm nè, màu xanh nhạt nè, và màu hồng ruốc giùm em nha. Chốt em mẻ 1 kìm màu. Mẻ 1 là ở đây. Rồi cái này chốt em là mẻ số 2 kìm màu. Dạ rồi, ok mẹ Khánh Linh nha chị ơi, chuyển khoản. Rồi cái này chốt em là Mickey mẻ số 2 kìm màu nha, 89.000 mẻ 2 màu kem. Mẻ số 2 màu xanh nha. Mẻ 2 có màu kem với màu xanh hai màu. Mẻ 2 màu kem màu xanh. Rồi cái này mẻ số 3 giùm em nè, số 3 em có màu tím với màu hồng hai màu. Số 3 có màu tím với màu hồng hai màu nha. Số 3 màu tím nè, số 3 màu hồng hai màu. Rồi mẻ số 4 em có màu xanh nè. Không. Mẻ số 4 có màu xanh với màu kem nha, hai màu giùm em nè. Mẻ số 4 có màu xanh với màu kem hai màu. Nè ăn đi. Mẻ số 4 có màu xanh nè với lại màu kem nè, hai màu em nha, bốn xanh bốn kem hai màu. Rồi mẻ số 5 có màu xanh với màu trắng nha, hai màu. Số 5 có màu xanh và màu trắng hai màu mấy chị ơi, màu xanh nè và màu trắng nè hai màu. Số 5 có màu xanh màu trắng hai màu. Rồi cái này chốt em mẻ số 6 nha, số 6. 89.000 mẻ 6 giùm em nè, mẻ 6. Mẻ 6. Mẻ 6 em. 6. Rồi cái này chốt em là mẻ số 7 nha mấy chị ơi, mẻ 7 lên giùm em nha. Mẻ số 7 có màu tím nè. Màu tím với màu màu kem nha, hai màu giùm em. Tím với kem hai màu. Rồi mẻ số số 3 màu tím với chị Trang Hà. Số 3 màu tím. Chị Trang Hà phải cái này ok giùm em nha Trang Hà ơi. Phải cái này không? Số 3 phải màu này không chị Trang Hà? Mẫu này ok giùm em nha. Lấy bộ Mickey cho chị ấy. Bấm chị mẹ cũng như lại luôn. Rồi A lấy thì chốt giùm em nha. Chị Trang Hè phải số B này ok lại giùm em nha. Chị số B màu tím này không? Đúng rồi, nãy giờ nó cái này màu tím rồi. Rồi đúng số B màu tím ok giùm em nha Trang Hè ơi. Rồi beo nha mấy chị ơi, áo beo 79.000 beo, ai lấy beo 79 chốt lên em là beo nha. 79.000 beo, ok Trang Hè đó. Beo 79.000. Beo này em nha, 79.000 beo, ai lấy beo con mình lên em là beo 79.000. Vải rất là đẹp luôn nha, 40 kg đến 60 kg. Vừa hết luôn.
Ok, Kim Dung Nguyễn. Rồi ai lấy bill 79 con mình lên giùm em làm bill nha, 79.000 bill. Mấy chị làm khóc nhẹ hoặc mấy chị mặc dạng giấu quần cũng được. Hoặc là mình kèm cái lịch theo nha, kèm cái lịch theo. Kèm cái lịch theo giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Chị đang lấy thì chốt lên giùm em nha. Rồi bill 79.000 bill nha, bill 79.000 bill. Rồi kem 99.000 kem giùm em nha. Ai lấy kem 99 chốt rồi em là kem nè, 99.000. 40 kg tầm 55-56 kg mang vừa. Rồi ai lấy thì chốt rồi giùm em nha mấy chị ơi. Kem nha 99.000. Đây phải loại áo phông rộng mấy đứa cấp 2, cấp 3 hay mặc. Đúng rồi chị, mấy đứa nhỏ nhỏ thích mặc mấy cái loại này, mình lớn mặc cũng được mà. Rồi kem 99.000 kem nha, lấy kem chốt em là kem 99.000 một kem. Kem 99.000 đừng có đổ chỗ đó nè. Cái này chữ nha, lấy chữ chốt em là chữ kìm màu. Chữ kìm màu giùm em nha, chữ kìm màu.
em chị ơi, 40kg này đến 60kg, 65kg bầu bì bông chen được hết luôn. Chị đã lấy đầm toàn 99 ngày hãy chốt mời em nha. Đó đầm bê toàn như thế này. Cái này mấy quẹt nó thổi nó làm to nè. Rồi đầm toàn em nha mấy chị ơi, 99 ngàn, 40kg này đến 60kg, bầu bì gì đó bông chen lại hết giùm em được luôn nha. Có chân váy suông xếp ly dài không? Hết rồi nha Hằng Hằng. Rồi ai lấy đầm này chốt lại em nha mấy chị ơi. Đầm bê toàn là đầm hoa vàng bê toàn giá là 99 ngàn. Ai lấy hoa vàng bê toàn chốt lại giùm em nha. 99 ngàn cái đầm này nha mấy chị ơi. Bê toàn hay là kiểu 2 dây bê toàn nha. Kiểu 2 dây bê toàn. Rồi bờ rê hoa cúc nha mấy chị ơi. Bờ rê hoa cúc giùm em nha. Bờ rê này giá là 65 ngàn một áo. Em có màu nâu nè, có màu màu xém đậm, xém đậm, màu xanh nha mấy chị ơi, xém đậm nè, màu xanh nè, rồi màu đen, xém đậm, xanh đen, màu trắng và màu kem đất, trắng và màu kem đất giùm em nha. Bờ rê này giá là 65 ngàn một áo. Bờ rê này giá là 65 ngàn áo, 40kg nè, đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn nha. 40kg đến 60kg mấy chị mặc vừa hết luôn giùm em. Cái này chốt em là áo bờ rê kìm màu. Chú em là bờ rê kìm màu nha, màu kem nè, màu kem, rồi màu trắng nha mấy chị ơi, kem nè, trắng nè, xanh rêu, đen là màu xém đậm nha, bê màu, bờ 5 màu. Ai lấy bờ rê hoa cúc màu gì, chú em bờ rê hoa cúc kìm màu nha, kem, trắng, đen, xanh, xém đậm, bê màu. Chú em là bờ rê hoa cúc kìm màu, bờ rê hoa cúc kìm màu nha mấy chị ơi. Rồi đầm đang mặc có một màu nha chị, cái màu vàng này là vàng khác vàng kia á chị Dương Nguyễn ơi, cái vàng này nó vàng nhạt, nó vàng dạng vàng sữa á chị, còn cái màu vàng hồi nãy là vàng đậm. Đưa chị cái vàng kia chị so cho khách coi, hai cái màu vàng khác nhau. Đầm này em có một màu à chị, nhìn nè, cái này gần như tông kem luôn vậy á, còn cái màu vàng này đó, hai cái màu đâu có giống nhau đâu, khác nhau hoàn toàn nha, khác nhau nha chị, khác nhau hoàn toàn. Thì hai tông màu khác nhau mà. Rồi ai lấy đầm em mặc thì chốt lên em nha. Bầu bì bông chen thoải mái. Và em mặc là màu vàng sữa nè, vàng nhạt nhạt. Cái này nó gần với tông kem luôn á, vàng tươi tươi. Rồi lấy thì chốt lên giùm em nha. Áo 2 dây 59 ngàn có màu da với màu đen hai màu. Áo 2 dây nha 59 ngàn có màu da với màu đen hai màu mấy chị ơi. Màu da với màu đen hai màu. Chốt em là áo 2 dây 59 ngàn tìm màu. 2 dây 59 ngàn tìm màu nha, màu da 59 ngàn, màu đen 59 ngàn, áo này form 40kg đến 60kg mặc vừa luôn. 40kg đến 60kg mặc vừa luôn giùm em nha, chốt em là 2 dây màu đen kìm màu, đen nè với lại màu da nha, hai màu giùm em. Đen da hai màu nha mấy chị ơi, chốt em là áo 59 ngàn kìm màu, 59 ngàn màu da, 59 ngàn màu đen nha. 59 ngàn màu da, 59 ngàn màu đen nha mấy chị ơi. Áo tập màu đỏ này em còn đúng cái cuối cùng giá 69 ngàn. Ai lấy đỏ 69 thì comment lên em lại đỏ nha. Giá là 69 ngàn màu đỏ. Đỏ 69 ngàn màu đỏ thì ai lấy đỏ comment đỏ 69 nha mấy chị ơi. Rồi đỏ 69 ngàn giùm em nha. Đỏ 69 ngàn còn đúng cái cuối. Rồi ai lấy đỏ 69 chốt lên em đỏ 69. Rồi bộ lụa màu hồng 89 ngàn một bộ, 40kg đến 57-58kg mình mặc vừa luôn giùm em nha. 60kg không? 40 đến tầm 57-58kg mặc vừa màu hồng. 89 ngàn màu hồng nha, ai lấy hồng 89 chốt rồi giùm em. Có 2 túi 2 bên nha mấy chị ơi. Rồi có 2 túi 2 bên giùm em nha. Áo này cái hình của nó lại nằm trong vải luôn mấy chị, giặt thoải mái không sợ bong tróc. Hình lại nằm trong vải luôn nha, mặc thoải mái không sợ bong tróc gì hết mấy chị ơi, giặt thoải mái luôn nha. 89 ngàn một bộ hồng nè, chốt em là hồng 89 ngàn màu hồng. Hồng 89 ngàn màu hồng giùm em nha, ai lấy hồng 89 chốt lên là hồng 89 ngàn. Đây nha mấy chị ơi, hồng 89 ngàn màu hồng. Bộ lụa nha, vải rất là đẹp luôn. Bộ lụa vải đẹp nha. 89 ngàn màu hồng.
nhiêu là tùy ý nha, giá 85.000 éo bả đẹp cực kỳ luôn. Hoa cúc giùm em nha, mặc xong mới chịu rút bao nhiêu là tùy ý mình. 85.000 một éo thôi nha, ai lấy thì chốt rồi em, 85.000. 85.000 giùm em nha mấy chị ơi, 85.000. Hoa cúc nha, 40kg tầm 55kg, mấy 6 là mang vừa. 85.000 éo hoa cúc giúp em nha. Đó, mặc xong mình rút bao nhiêu là tùy ý. Đó, rút nè, rút xong một cột lại tùy ý giùm em nha. 85.000 éo, đẹp lắm mấy chị ơi. 40kg đến tầm 55kg, mấy 6 là mang vừa éo hoa cúc. Rút, màu là màu xanh đen á, đẹp lắm. Rồi hoa cúc 85.000 hoa cúc giúp em nha. À, lấy hoa cúc chốt rồi em, là hoa cúc nè. Rồi cái phần này rút bao nhiêu là tùy ý mấy chị. Phần này rút nhiều hay rút ít là do mình nha. Rồi ai lấy áo hoa cúc 85.000 chốt rồi em, là hoa cúc 85.000 hoa cúc nha mấy chị ơi. Rồi hoa cúc 85.000 nha, ai lấy hoa cúc chốt đi em, hoa cúc 85.000 hoa cúc. Sọc xanh giùm em nha, 85.000 sọc xanh nha mấy chị ơi. Ai lấy sọc xanh chốt
85.000 học sinh. Xanh giùm em nha, 85.000 học sinh. Rồi keo gừng nha mấy chị ơi, hũ keo gừng giảm mỡ bụng. Keo gừng giùm em nha mấy chị ơi, hũ này là 500ml, giá là 79.000 một hũ giùm em nha. Cay lắm, con mắc cằn này được đâu á, cay. Cái mặt đỏ là lại nè, đi quay mấy quẹt đi. Nhanh lên. Keo gừng Thái Lan, cái này hộp này là 500ml nha mấy chị ơi. Chị nào bị mập bụng nè, đùi còn lại sau sinh nó mẹ bụng mình nó bị rạn, nó bị mỡ, giống như nó bị sao ta, bụng mình bị mỡ bụng nhiều quá mấy chị, lấy một ít một lượng nhỏ thôi mình bôi lên, mình massage tắm xong mấy chị ơi, mình tắm xong nha, xong rồi mình lấy một lượng nhỏ bôi lên massage. Cái này em thử rồi, nó rất là nóng luôn. Cái này là không có cần, cái này mấy chị chỉ thoa lên và massage nha mấy chị ơi, massage. Rồi sau đó chị nào có đai nịt đó thì mình dùng đai nịt, còn không cần phải dùng cái nhựa bọc thực phẩm nha, tại vì cái này rất là nóng, nhưng mà mình dùng cái kia bịt lên nữa là nó ấy luôn á. Bộ thử một tí là nóng dễ sợ là phỏng á. Cái này nha mấy chị ơi, keo gừng nè, không biết có chị nào xài keo gừng chưa. Bên em keo gừng này hàng của Thái Lan, 79.000 một hộp 500ml mấy chị ơi, 79.000 hộp 500ml. Cái này mình nên xài á, trường chị nào muốn giảm mỡ bụng á thì cái này dạng như nó đốt cháy nè, giống như nó nóng á thì nó mới đốt cháy mỡ thừa của mình được đó. Về lưu ý là đừng có dùng cái gì bọc lại hết nha, chỉ cần mấy chị tắm sạch sẽ vô, bắt đầu mình nằm massage về hồi giờ chưa có xài á thì nên dùng một lượng nhỏ xíu thôi. Mình coi thử sức chịu đựng của mình tới đâu nha, tại vì em để thử rồi nó rất là nóng luôn. Mình chỉ xài mà chỉ massage khi nào cảm thấy cái bụng nó nóng lên, mình massage càng nhiều càng tốt, vì không có cần phải bọc cái gì hết nha mấy chị ơi. Nó rất là nóng, vì nó nóng cho nên nó mới giảm mỡ bụng của mình được. Mỡ bụng nào hoặc là đùi, nói chung những chỗ nào còn giảm là mấy chị xài được. Cái hũ này xài rất là lâu luôn, nó nóng, mình xài một lượng nhỏ giùm em thôi nha, xài mới đầu xài thử một lượng nhỏ coi thử sức chịu đựng tới đâu, rồi mấy chị muốn xài nhiều xài ít thì nói chung do mỗi người nha. Keo gần 79.000 một hũ, nó đăng hình cũng chưa đăng này luôn á. Đây này, cái hũ này là bữa trước em mở ra em test thử nè, nó rất là đặc như thế này luôn mấy chị ơi, nói chung rất là đặc luôn nha. Một hũ là 500ml, em nghĩ chắc xài cả năm luôn á, tại vì mỗi khi mình xài mình chỉ lấy một lượng nhỏ xíu mình xài thôi. Ai bị bụng nào mỡ bụng hoặc là đùi, chỗ này muốn giảm chỗ đó thì mấy chị xuất cái này lên massage giùm em nha. 79.000 một hũ keo gừng hàng của Thái Lan, một hộp 79.000 là 500ml, hộp 79.000 500ml nha mấy chị ơi. Xịt khó ơi, xịt khó, rồi xịt khó nha mấy chị ơi, xịt khó 65.000 một máy. Khón này 65.000 một máy giùm em nha, 65.000 máy xe kích lỗ chân lông. Đây mấy chị ơi, nó kìm sạc theo cho mình luôn, kìm sạc theo luôn nha, kìm sạc theo cho mình. Xịt khón cái này giá là 65.000, 65.000 một cái máy giùm em nè. Cho nước vô hết hả? Hả? Gì hết? Cái chiếc vậy? Đây nha mấy chị ơi, em đang cái này cái xíu vậy? Cái này ly xíu hả? Cho mình một hũ dùng rồi. Rồi hiện gì? Lấy keo gừng dùng thử hả? Chị Viên Viên nó có bụng đâu mà xài keo gừng. Chị nè. Đúng rồi, đau chân đau khớp gì cũng the được hết, nó dạng như là dầu nóng luôn vậy á. Mẹ ơi đừng nghe con. Mát nhưng mà mặt con đang bị ngứa không có ấy được. Rồi cái này xịt khóng giùm em nha, xịt khóng nano mini cầm tay giá là 65.000 một cái. Đây mấy chị ơi, khó nè mấy chị thấy không? Khó rất là mạnh luôn nha, đây 65.000 một máy giùm em nha, xịt khóng nano. Hơi nước nha, cái này hơi nước bóc ra, ví dụ như ai mà muốn bỏ xẻ thì bỏ một miếng xẻ vô, một miếng chanh vô được luôn. Lưu ý giùm em nha, máy
máy này có cạnh có một loại nữa là người ta bán ra 30 mấy một máy thôi, lại không có phải như em nha, mua coi chừng mua lầm. Máy này nha mấy chị ơi, có một, nó có một loại nữa lại nó bán đây có 30 mấy ngàn một máy à, mẹ không phải loại này nha. Dùng đơn chị nha, ok chị Huyền Lê Minh. Rồi xịt khoáng nano giùm em nha mấy chị ơi, 65 ngàn, ai lấy thì chốt lên em nha, 65 ngàn. Chỉ còn bỏ nước vô đây, bỏ nước vô đây nha mấy chị ơi, bấm nút là xài được, nó kìm dây sạc cho mình luôn nha, kìm dây sạc đó, kìm dây sạc giùm em nha. Muốn bỏ chanh hay là bỏ bỏ sẻ gì đó vô trong này cũng được luôn. Xịt khoáng chị viên viên một cái nè, bỏ chanh trong đó được không hả? Ê mấy chị ơi, nó cấp ẩm cho da nè, xi kích lỗ chân lông giùm em nha. Đồ của chị quen nhà lấy, ok chị chi hàng để nha, xài rất là đẻ luôn, xi kích lỗ chân lông nè mấy chị ơi, cấp ẩm cho da nha, 65 ngàn mấy. Ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi, xịt khoáng nha. Mét chữ vậy? 65 ngàn mấy giùm em nha. Ai lấy xịt khoáng chốt lên em là xịt khoáng giá 65 ngàn mấy nha mấy chị ơi. Tiện, tiện đúng không, đi đâu nóng nực á, cầm theo, mát xịt xịt mát khỏi khô da. Ví dụ như mà ai trang điểm rồi á, lại xài được luôn nha. Lại đó, nó làm cho cái lớp trang điểm của mình á bị lâu trôi á, dạng như nó khó lại luôn mấy chị ơi, nó khó lớp trang điểm luôn á, bị lâu trôi. Mua hàng lưu ý nha, mua mấy cái hàng 30 mấy ngàn là không phải hàng của em đâu, nó khác trong đó. 65 ngàn mấy em nha, ai lấy xịt khoáng chốt xịt khoáng giùm em nè, 65 ngàn xịt khoáng. Chị Mẹ Khánh Linh nè, dạ rồi ok chị Mẹ Khánh Linh, ai lấy chốt em nha, 65 ngàn kìm sạc đồ luôn nè, 65 ngàn mấy nha. Cứ mình bỏ theo trong cái giỏ trang điểm đồ của mình nó, mấy chị đi đâu cầm theo, trời nóng là tốt nhất là nên cầm cái này theo nè, thiệt luôn. Trang nó là xi kích lỗ chân lông về cấp ẩm cho da của mình nè, về ai trang điểm rồi thì mình dùng được luôn, khó chặt cái lớp trang điểm nha, làm cho nó lâu trôi. 65 ngàn một máy giùm em nha, ai lấy thì chốt lên giùm em nha mấy chị ơi. 65 ngàn máy giùm em nha, ai lấy chốt lên giùm em nè, 65 ngàn máy. Cái này là giấy, giấy gấu trúc nha mấy chị ơi, giấy gấu trúc nè, làm từ bột trúc nguyên sinh, cái này là hoàn toàn là tự nhiên, không có chất tẩy trắng gì hết mấy chị, nhìn cái màu giấy ngà ngà nè, đây nha, giấy nè, một hộp như thế này là 300 tờ, một gói giấy như thế này là 300 tờ nha, cho con nè, 300 tờ nha mấy chị ơi, một gói giấy như thế này là 300 tờ, màu của nó là màu tự nhiên luôn, cái này mấy chị xài cho em bé rất là an toàn, mình có thể nhúng nước là mình xài, mình dùng thay thế cho khăn ướt được luôn nha. Cái loại giấy này nó rất là dai, khi mình nhúng nước vô là mình xài thay thế khăn ướt được, nó không bị vụn, không bị nát như những loại giấy kia nha. Cái này em bán 5 gói là 30 ngàn, 5 gói. 5 gói là 30 ngàn, 5 gói nha. Thiệt. 5 gói là 30 ngàn, 10 gói là 55 ngàn nha, 10 gói là 55 ngàn 10 gói. Mấy chị mua 5 gói là 30 ngàn, mua 10 gói là 55 ngàn 10 gói. Xài lâu lắm mấy chị ơi, một gói này là 300 tờ luôn á, một gói là 300 tờ, cái này em còn một ít à, còn ít à đúng không? Ai lấy thì chốt lên giùm em nè, như đó hả? Tiền 10 thùng luôn mày. Chốt em là 5 gói là 30 ngàn, mấy chị mua 10 gói là 55 ngàn 10 gói. Rồi bàn chải đánh răng, bàn chải đánh răng lúa mạch, 5 gói giấy chị Mẹ Khánh Linh, 5 gói giấy chị Mẹ Khánh Linh nè. Rồi cái này dây sẹp con. Cái này là dây sẹp cuốn này cho máy này con. Thôi hỏi mày cũng cái máy này hả? Rồi bàn chải lúa mạch xít 4 cây là 29.000 4 cây. Xít lúa mạch là 29.000 4 cây giùm em nha. Đúng không? Phải nói chuyện con chi con. Nó không có thích. Rồi cái này bàn chải lúa mạch 4 cây là 29.000 4 cây nha. Cái này em còn đúng 2 xít cuối cùng để cho hết sạch luôn á. Cái này em về hàng mấy đồ vừa. 29.000 4 cây nha, xài rất là đẻ. Bàn lông bàn chải rất là mềm luôn. Và một cái bàn chải này nó có một cái hộp nè, một cái hộp kháng khuẩn đậy lại, mỗi cây là một, có một cái luôn. 4 cây như thế này là giá 29.000 hộp 4 cây. Ai lấy bàn chải lúa mạch thì chốt lên em là bàn chải lúa mạch nha mấy chị ơi. Bàn chải lúa mạch nha, ship 4 cây là 29.000 4 cây. 29.000 4 cây nha. Cái kém gẹo này mấy chị không xài thử là rất là tiếc luôn. Ai xài rồi cũng ghiền. Chi lấy xài thử chưa? Chị lấy cục đi. Tắm này cô chừng đổ cái tắm này luôn á. Đây
nha mấy chị ơi, kém gạo Thái Lan em bán có bán liễm thì xài thử luôn. Cái này chị nào? Cái này 11 ngày một viên xài thử nha. Ne ở nhà, cái ne nó bị dị ứng á, bị nổi nổi lên mặt á, xong mùa cho ở nhà. Nó đi nè mẹ. Chị đổ nước ra rồi cắm thẹt. Rồi cái này kém gạo Thái Lan 11 ngày một viên, em có bán một bành 12 viên là 125.000. Xài lâu trắng da, sáng da và trị mụn sau lưng nha mấy chị ơi, trị mụn sau lưng luôn nha. Ai lấy chốt em là kém gạo. Kém gạo nha mấy chị ơi. Kém gạo 11 ngày một viên nha, một bành 12 viên là 125.000. Kiếm đi chơi chơi kiếm đi. Ơi, bộ gấp thức ăn nóng nè, một xiếc của nó thì gồm hai cặp này này, mình khi mình nấu xong á, mình nhắc xuống á, rồi mình nấu xong mình rinh xuống nè mấy chị ơi, xài rất là tiện luôn, ai cũng cần cái này hết. Con lấy kêu cô chi luôn, thế là con không có nhiều gì được. Bộ gấp thức ăn nha mấy chị ơi, cái này tám mấy ngàn quên té. 85 ngàn một xiếc đúng không chị? Thấy không? Phải không? Mẹ quay ra cô Chi, về cô Chi lấy cái nào con. Quay cô Chi ơi. Rồi một xiếc của nó là gồm một cái đồ gấp nè mấy chị ơi. Cái này em có đăng hình. Đây, không phải là gấp lộn. Cái này là rinh á, cái son nấu đang nóng á, mình rinh xuống nè. Rinh xuống giùm em nha. Bằng nhựa dẻo nè. Bằng cái gì quên rồi ta. Nhựa gì đây nè. Silicon. Đây nha mấy chị ơi, silicon. Và một cái này là cái này để mình đựng, để mình đựng, mình rinh cái son nóng xuống mình bỏ lên nha, rinh cái son nóng xuống rồi mình bỏ lên bằng silicon nha mấy chị ơi. 85.000 một xíu giùm em nha, cái này còn hết rồi, úp mình bán còn hết rồi. Rồi đây, cái này là những cái nồi mà nhỏ nhỏ hoặc là những cái chén hoặc là những cái gì mấy chị dùng trong cái lò vi sóng nồi á, nó nóng mình kịp lên. Chơi quay cái này chị. Đây cái đồ đây giống như mình gấp nè, mình gấp cái chén hoặc gấp cái dĩa đó mình bỏ ra thôi được. Còn cái này kịp nè, ví dụ như mình hấp cái gì trong cái nồi hấp hoặc là cái nồi lẩu hoặc là cái gì đó mấy chị, còn đó mình cái kịp ra gì mình kịp vô mình rinh lên thôi nha. 85.000 một xít giùm em nè, 85.000 một xít nha mấy chị ơi. Ai lấy cái xít này chốt em là xít xít gì ta, gấp đồ nóng hả chị, đang lấy gì vậy? Cái này là xít gấp đồ nóng nha mấy chị ơi, 85.000 một xít giùm em nha, còn lắm á mấy chị, cứ mua mà để trong nhà, nhiều khi mình rất là cần luôn á đó. Bưng cái son lên hoặc là cái gì đó đây nha. Rồi một xít là 85.000 nguyên xít nha mấy chị ơi, 85.000 nguyên xít luôn giùm em nha. Ai lấy thì chốt lên nha mấy chị ơi, xít gấp đồ nóng 85.000 nguyên xít, 85.000 nguyên xít giùm em nha. Đây nè, nè đừng lo nữa đây con, đây nè. Một xiếc của nó là nhiêu ta, 55.000 một xiếc nha mấy chị ơi. Hộp này là hộp đựng khăn, bàn chải đi du lịch, nói chung là đựng đồ cá nhân của mình. Cái hộp này em có full màu luôn nha, cái này làm từ nhựa lúa mạch rất là an toàn luôn nè. Cái hũ này mình đựng khăn, đựng bàn chải, một bên này mình sẽ đựng khăn nè, nó có cái đồ treo cho mình luôn. Bên này sẽ đựng khăn nha, cái đồ treo. Cái này em bé một xiếc 55.000 một xiếc. Rồi bên này mình đựng bàn chải nè, đựng kem đánh răng. Đây nha, làm từ nhựa lúa mạch nha mấy chị ơi. Cái này là em bán 55.000 một cái hộp như thế này. Đựng khăn mặt, đựng bàn chải đánh răng nè, kem đánh răng nè, khăn mặt. Đây nha, nó kìm cái sợi dây cho mình luôn. Cái này là 55.000 một xít nha. Em có màu xanh min nè, màu da xanh min, màu da, màu hồng, với là màu xanh nhạt luôn nha. Cái này có đăng hình full màu nha mấy chị ơi, có đăng hình nha, hàng này hàng full màu, bây giờ full màu luôn.
có màu xanh nhạt nè, màu xanh minh, màu hồng với là màu da luôn nha, hồng với màu da luôn. Rồi cái này giá là 55.000 một hộp nha, ha, lấy chốt thì em 55.000 hộp nha mấy chị ơi. Rồi em nghỉ nha, bỏ luôn cái quần nữa nè.